Dạ vâng, vừa rồi là cái con đường em di chuyển từ phía dưới chỗ đường Tố Hữu, chỗ ngã tư đường Tố Hữu và đường Võ Văn Kiệt. Em di chuyển qua lô đất đây. Thì từ đó di chuyển lên đây thì đi vòng vòng thì chắc tầm hơn 400 mét. Vị trí em đang đứng là gói 3 của khu đô thị Mỹ Gia, thuộc xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Lô đất hôm nay em sẽ review gửi đến cho quý cô chú anh chị đây ạ. Đây, nó nằm phía đây. Lô này thì với tổng diện tích là 100 m2, 100 m2, ngang là 5 m, ngang 5 m từ cái nửa tụ điện đi qua, nửa tụ điện đi qua, dài ra phía sau kia. Đó. Lô này thì đã ép cọc rồi. Và giá hiện tại thì gia chủ thì thật sự thì cần tiền bán nhanh, nên là bán với giá là 27,5 triệu một mét vuông. Tính ra thì 2 tỷ 7, 50 triệu nhân quý cô chú anh chị. Đặc biệt là còn bớt lọc cho quý cô chú anh chị thiện chí. Tiếng xe rì rầm thì chắc quý cô chú anh chị cũng đang thắc mắc đúng không ạ? Phía đó là cái con đường này em di chuyển vô đó, đó là đường đại lộ Võ Nguyên Giáp. Con đường đại lộ nên là khối lượng xe di chuyển đi là qua lại liên tục rất là nhiều luôn. Đủ loại xe luôn, di chuyển từ hướng Diên Khánh đi xuống và từ hướng Nha Trang đi lên. Hướng đi xuống là đi xuống về trung tâm của thành phố biển Nha Trang. Từ cái vị trí này mình di chuyển đi xuống trung tâm biển thì tầm 5 phút di chuyển đi xe máy, đi nhanh là tới nha quý chú chị. Còn từ đây mình di chuyển đi hướng lên quốc lộ 1A thì đâu đó thì hơn 8 cây số. Đi nhanh cũng không tới đâu, đi rất là đường đại lộ rộng nên là đi rất là nhanh luôn. Thời tiết thì bây giờ nó hơi sầm một tí nên là quý cô chú anh chị thông cảm nha. Đứng tại vị trí này thì mình có thể nhìn thấy bên kia, cái chỗ này em vòng qua đó, đó là bệnh viện đa khoa Vệ sinh Nha Trang nha quý cô chú anh chị. Thì vừa khánh thành vào cuối tháng 6 năm 2023 đã đi vào hoạt động và đặc biệt là đã nhận điều trị nội trú rồi. Cái con đường phía trước lô đất là con đường nhựa 12 m gồm lòng lề. Cái lô đất này thì có hướng là hướng tây nam nha quý cô chú anh chị. Nam lệch qua tây tí là tây nam. Còn pháp lý thì hiện tại thì đang giao dịch trên hợp đồng mua bán. Thì nói chung là trong tương lai thì sẽ ra sổ cho quý cô chú anh chị mình. Ở đây thì nhà thì hiện hữu thì cũng khá nhiều rồi. Phía kia thì nhiều hơn, phía kia nhiều hơn, gần bệnh viện nên nhiều hơn. Phía này thì rải rác, còn phía dưới cũng nhiều hơn. Tổng quan xung quanh. Hôm nay thì tiết gió rất là mạnh luôn, rất là mát, nhưng mà tiếc là nó hơi tối tí. Tổng quan xung quanh ở đằng sau cái lô đất này và trước mặt em đây, đây là tương lai là những cái tòa cao ốc nha của cô chú anh chị. Qua bên đường đại lộ Võ Nguyên Giáp, bên gói chính giữa gói 5 và gói 7 là chỗ đó là tổ hợp chung cư nè, chợ nè, trường học các cấp 123, trung tâm thể thao vân vân. Phía dưới này á thì trong tương lai thì cũng là tòa chung cư xã hội. Nói chung là trong tương lai thì các cái tiện ích nó dần dần sẽ đầy đủ cho quý cô chú anh chị. Hiện tại thì đang triển khai và dần dần xây dựng. Nhà ở đây thì được thiết kế là một trệt, hai lầu và một tâm. Tổng quan rồi, quý chú anh chị. Em sẽ đi ra qua chỗ đây cho quý cô chú anh chị nhìn trước mặt cái ngôi nhà. Đó, nhà thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, thiết kế rất là đẹp và xịn sò luôn. Đó.
khu đô thị thì quý cô chú anh chị cũng biết rồi, mình xây theo cái quy định của chủ đầu tư. Gói này thì cũng có cái tên là khu đô thị gì? Thái Xuân. Phía bên kia là gói 2, phía dưới kia là gói 4. Bên này thì có gói 1, 2, 3, 4. Và di chuyển vô trong cái đường 20 trong kia thì có gói 1. Gói 1 là cái khu tái định cư Mỹ Gia, gói đó thì có sổ. Còn ở bên đường đại lộ bên kia thì có gói 5, 6, 7, 8 bên đó. Thì dân cư hiện hữu thì có gói 5, 7, 8, còn gói 6 thì đang xây dựng. Gói 6 thì một khu rất là đặc biệt, đó là khu đa dự, nghỉ dưỡng đa chức năng, đang triển khai, đang xây dựng. Tổng quan xung quanh lô đất với một cái mức giá thì chỉ 27,5 triệu một mét vuông thôi, thì em thấy là một cái giá rất là tốt, phù hợp cho quý cô chú anh chị đầu tư. Với thị trường hiện tại thì em khuyên là quý cô chú anh chị nên là đầu tư để lâu dài một tí, vài năm thì chắc chắn là mình sẽ có lợi nhuận thôi. Còn xây ở đây thì khỏi phải nói, một cái vị trí quá tuyệt vời. Ở đây thì gần bệnh viện, thì dành cho quý cô chú anh chị lớn tuổi thì quá là đặc biệt. Lâu lâu mình có ốm bệnh lặt vặt thì mình đi qua khám thì quá là tiện luôn. Đó. Đặc biệt hơn nữa là dành cho những quý cô chú anh chị mà mình công tác tại cái bệnh viện đó, thì ở đây thì đi lại cũng quá là tiện luôn. Và từ cái chỗ bệnh viện đó mình di chuyển vô một tí nữa thì trong đó thì có trường trung học cơ sở Cao Bá Quát. Di chuyển vô một tí nữa thì có Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thái. Nói chung là trong bán kính hơn 2 km thì có đầy đủ tiện ích dân sinh luôn. Trường mầm non thì khỏi phải, ở đây thì rải rác trường mầm non rất là nhiều ở khu đô thị Mỹ Gia đây, đều có hết. Chợ thì xung quanh thì chợ nhỏ nhỏ thì cũng có, và chợ lớn là chợ Vĩnh Thái ở hướng kia hơn 1 km, hoặc là mình di chuyển đi xuống siêu thị Cupmart ở phía dưới đường Tố Hữu kia thì di chuyển cũng hơn 1 km thôi. Nói chung là trong bán kính thì hơn 1 km thì có đầy đủ tiện ích dân sinh luôn. Đi xuống biển thì đi hơi xa một tí thì mình phải đi xe máy, đi bộ thì nó hơi xa, cũng được nhưng mà nó hơi xa, mình di chuyển xe máy thì tầm 5 phút. Nếu mà quý cô chú anh chị muốn đi tắm biển thì di chuyển đi xe máy xuống khá là tiện luôn. Bên những ưu điểm tuyệt vời thì cái lô đất này thì quý cô chú anh chị cũng thấy, vừa rồi thì em cũng mới nói là nó dính một phần của tủ điện, nó dính cửa tủ điện nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà điện đi ngầm và được có hộp tủ điện và được nhân viên kỹ thuật đi kiểm tra thường xuyên nên là cũng khá là an toàn. Quý cô chú anh chị yên tâm nha. Dạ vâng, sau khi xem qua video, nếu mà quý cô chú anh chị thấy ưng ý cái lô đất này thì hãy alo cho em với số điện thoại là 0356004325 nhé. Nếu mà quý cô chú anh chị không ưng cái lô này hoặc là tầm tài chính không tới thì báo cho em cái tầm tài chính và cái nhu cầu, em sẽ tìm cho quý cô chú anh chị những cái lô đất hoặc một cái căn nhà ở vị trí khác ạ. Dạ vâng, em xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành ít thời gian xem hết video của em ạ. Dạ vâng, hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.